trời đất ơi, học 4-5 năm trời ra làm gì? Làm phụ hồ với lại làm thợ xây rồi. Rồi đó, tao nói nó phí thiệt. Xin chào mọi người, mình là Tường. Mình đang là sinh viên năm 2 của ngành kỹ thuật công trình xây dựng tại trường Đại học Văn Lang. Không biết ở đây có bạn nào chọn cho mình ngành xây dựng không ạ? Thì ai cũng có ước mơ của mình mà. Mình cũng từng có nhiều ước mơ lắm, như là bác sĩ nè, giáo viên nè, hay thậm chí là ca sĩ chẳng hạn. Nhưng mà sau cùng á thì mình lại chọn học ngành xây dựng. Tại vì á, mẹ mình hay nói rằng là học xây dựng đi, không bao giờ thất nghiệp đâu. Không bao giờ thất nghiệp đâu. Wow. Vì xã hội càng phát triển mà, xây dựng nó sẽ phát triển theo. Mình chắc á là ở đây cũng có nhiều bạn á được gia đình định hướng vậy đúng không? Nếu bạn đang lên kế hoạch để trở thành một kỹ sư xây dựng tương lai á thì hãy cùng xem cái video này với mình để tìm hiểu một số bí ẩn của ngành xây dựng nha. Sinh viên xây dựng sẽ trải qua thời sinh viên với một loạt cái môn học khó nhằn như là cơ học cơ sở, cơ kết cấu, sức bền vật liệu, bê tông cốt thép. Oh no. Những môn này á nó vừa dày và vừa nhiều nữa. Không những thế, mình còn phải làm bạn với lại người bạn mang tên là đồ án. Thì trong 4 năm đại học, mình phải làm gần cả chục cái đồ án. Và mỗi đồ án thì yêu cầu tới hàng trăm bản vẽ lần. Các bạn có biết vì sao một kỹ sư xây dựng lại vất vả như vậy không? Vì ngành xây dựng là ngành đòi hỏi độ an toàn ở mức tuyệt đối. Nên khi bạn học xây dựng, bạn phải học hành một cách chăm chỉ. Và dĩ nhiên là phải học thực. Nhưng các bạn đừng lo, vì bên cạnh chúng ta có các thầy cô mà, những người luôn hỗ trợ chúng ta hết mình. Việc gì đó cứ để thầy cô lo. Khi nói đến xây dựng á, thì hiển nhiên ai cũng mặc định đây là một ngành học dành riêng cho nam giới. Bởi lẽ cái tỷ lệ mà sinh viên nữ theo học ngành xây dựng á thì thường rất là thấp, có khi nó còn chẳng có nữa. Vậy là cái gì? Tôi quên một xíu thôi mà. Đùa với các ông vậy thôi, chứ tỷ lệ mà sinh viên theo học ngành xây dựng của trường mình á, nó dao động từ khoảng 4-5%. Thì nếu tính ra trung bình một lớp sẽ có 4-5 bạn nữ. Các ông có chấm được bạn nào chưa? Tôi sẽ giới thiệu cho. Sinh viên xây dựng thường được mệnh danh là sinh viên 3B. 3B nè, muốn bao nhiêu cây? 10.000 một cây thôi. Không phải đâu, 3B ở đây không phải là viết chì. 3B ở đây được mệnh danh là bụi, bẩn, bừa. Bụi, bẩn, bừa ở đây được thể hiện bởi nét đặc trưng của dân xây chúng mình đó. Là một sinh viên của thế hệ Z nên tụi mình đó, luôn học hết sức và chơi hết mình. Sinh viên mà giảng viên của xây dựng đó, không những chơi thể thao giỏi á. Trời ơi, nói vậy còn hát hay nữa chứ. Đúng rồi, bằng chứng là việc tụi mình luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của khoa và của trường. Khi học xây dựng á, bạn có thể trải qua một số tình huống trớ trêu như là... Ủa Tường? Dạ? Mới thi đại học xong ha? Dạ đúng rồi. Học ngành gì vậy con? Con học xây dựng thôi. Xây dựng rồi. Rồi học xây dựng ra làm gì? Ra làm chủ hồ. Làm thợ xây. Rồi đất ơi, học 4-5 năm trời ra làm gì? Làm chủ hồ với lại thợ xây rồi. Trời ơi, tao nói nó phí quá con ơi. Phí thiệt. Các bạn cũng đừng lo lắng quá nhé. Khi mà cơ hội việc làm của nhóm ngành mình rất là cao, các bạn nam như mình thì có thể chọn những công việc ở công trình như là giám sát công trình hoặc là kỹ sư xây dựng chẳng hạn. Còn các bạn nữ thì sao? Các bạn nữ có thể làm những công việc văn phòng như làm trong các cơ sở đào tạo hoặc là làm trong các viện nghiên cứu về quản lý xây dựng nè, rồi hoặc là quản lý dự án xây dựng chẳng hạn. Nói chung, chúng mình được đào tạo bài bản về chuyên môn, thu nhập của nhóm ngành này không hề thấp. Ngoài ra, các sinh viên xây dựng còn được nhà trường tạo điều kiện cho tham quan và thực tập tại các công trình đang thi công tại cơ sở 3. Có lẽ giấc mơ lớn nhất của một sinh viên xây dựng đó chính là tự tay mình xây một ngôi nhà cho bố mẹ của mình,
hoặc là đơn giản xây cho chính bản thân của mình. Và cảm giác mà được sống trong một ngôi nhà mà tự tay mình xây nên thì rất là tuyệt vời luôn. Và mình chọn Văn Lang là nơi để chấp cánh cái ước mơ lớn đó của mình. Và nếu như các bạn có chung ước mơ và chí hướng như tụi mình thì tại sao không để Văn Lang trở thành nơi thực hiện ước mơ đó?